Hello, welcome back. Chúng ta đi chơi Zombie Xuân Mì. Xin mời các bạn. Mình không bao giờ để cho những cái clip của mình nó bị lặp. Bởi vì nó làm thế nào được, mỗi hôm mình nói một kiểu. Mỗi hôm là... Ôi, cái này tường cao đấy. Mỗi hôm một giọng nói mà các bạn hôm nào cũng nói như nào nhưng mà cũng làm được. Có thể cái hình ảnh nó... Vì nó là game mà nó cố định nó giống nhau nhưng mà lời nói chắc chắn khác nhau rồi. Nãy kéo màn tưởng là tử vong cơ. Ui, kéo màn nhanh thế. Hết vẹo, hết vẹo. Cái này chưa chơi được này. Chứ kia này chẳng máy bay, chẳng đóng bay. Chẳng 30 giây chẳng đóng bay. Chúng ta sang Friday the 13th. Đấy. Mày này chơi kiểu gì á? Di chuyển này đây. Chuyển này này đây. Màn tiếp theo vô cùng gây cấn à. Ôi, nó dễ thế đấy. Những cái nhân vật trong này toàn là gấu bông rồi, toàn là gấu bông rồi. Bạn nào trên 13 tuổi mà trên trò này trên 16 tuổi thì mới được chơi đấy. Oh my god. Game mình kiểu như một game người lớn ấy. Mà này chơi kiểu gì? Ô, mình không ngờ nó lại dễ như thế. Mình tưởng nó phải thế nào cơ. Một hồi cuối cùng là cũng rơi xuống nước. Ô, cứ nó cũng vướng như thế này. Đây rồi.
Đây là nó rồi. Chân nhận được. Làm sao mà phát được khỏi cái còng nhỉ? Oh, I'm so excited to go on the trampoline today. So much fun. Oh, the sun is shining down. Wow, Francis and I jumping away. Oh, love will definitely be in the air. Cái bà này bà định cho hai cái ông này, cho ông già kia rồi. La la bay cao bay xa mãi. Ô cái màn này chơi kiểu gì nhỉ, mà quên mất cách chơi. Lâu rồi không vào quên cách chơi. Cầm cái xương rồng này nó chắn bố màn hình rồi. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. À, nhìn rồi rồi. Down. Now a pin poke. Lại sống lại rồi. Xem trong quảng cáo lại sống lại rồi. Chúng ta ra sẽ đi làm sao? Mai cũng phải hơn.
Đằng nào có hàng anh em gọi với. Cái quả này điêu lắm. Ừ, có mấy giò. Set radar. À đây 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 nhìn thấy không? Đây đây đây. Tầng dưới, tầng dưới. Con lợn nó chạy. Đây 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 đây. Đây. Vừa thấy nó đây mà. Con ma này nguy hiểm lắm. À đây 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 lợn này chạy đâu. Ôi, ôi nó tung, tung hỏa mù. Thua. Con ma ngay sau. Chúng ta đi lắp cái súng này. Và lắp cái súng bắn xuống. Kết cục đó. Chúng ta chơi Plan Zombie. Màn này sẽ dễ chơi lắm đây. Tăng tốc nào. Màn này không được chọn cây mà là game cho cây nào mình cứ dùng luôn. Cho mấy cái động này. Thank you.
Khoản này sẽ kết thúc cái mày lâu vậy. Không lâu rồi. Chúng ta có những cái hạt đậu thần, hạt lá thần này và múc rồi. Rất là nhanh. Cuối cùng còn cái bọn zombie này nó thề là nó không tấn công nữa. Mình vừa nghe chúng nó nói xong đến rồi. Chơi soi mát thở. Yeah. Ui giời, tiếc thế. Con đầu ma đàn hùng mạnh như thế mà. Chơi chỗ này có cái xây dựng à, xây luôn phần thưởng của chúng ta. Mấy bạn làm clip toàn knob pro hack bắn trượt thì gọi là knob, rất là hay. Đâu đang kìa. Chơi chờ RM Cyber. Hai game. Game này một game rất là hài. Chỗ vẽ dài thế này. Đó. Win. Game này nó không âm thanh. Chỉ có tiếng từng từng thôi. Có rồi đây.
chân dài như người mẫu. Chạy nhanh nữa, chạy nhanh cướp cái này. Chúng ta sẽ vẽ thế này. Úi dồi ôi, vẽ rồi. Mướp đỡ cái phát này luôn. Mình ăn được chìa khóa. Vẽ lên cho nhanh à.